Con tỉnh rồi hả? Con tỉnh chính mừng quá à. Con à, chính có nấu cháo á, để chính đi múc cháo cho con ăn nha. Đây là đâu? Sao con lại ở đây? Còn dì là ai? Đầu con đau quá. Bình Sao tĩnh con lại nha. bị như vậy? Nè, bình tĩnh đi con, bình tĩnh. Con, bình tĩnh lại đi. Lúc chính gặp con á, là con nằm bất tỉnh ở bờ sông á. Chính nghĩ là con té rồi con đập đầu ở đâu đó. Chính sợ quá. Chính mới nhờ người đưa con về nhà chính đó. Rồi chính mời thầy thuốc tới băng bó vết thương cho con, rồi bắt mạch cho con nữa. Thầy thuốc nói vết thương của con không có nghiêm trọng, rồi cho con uống thuốc hạ sốt. Con nè, con nghe chính hỏi nè, con tên gì, nhà con ở đâu, con nói cho chính biết đi, rồi chính nhắn người người nhà của con đến đón con về. Nhà con ở đâu? Chị không biết nhà con ở đâu hả gì? Chàng ơi, chính mới gặp con lần đầu à, chính đâu có biết con là ai. Với hơn nữa bà con lối xóm đây nè, cũng ai biết con là ai hết á. Chính nghĩ là con không phải là người của vùng này. Tên của con là gì? Con là ai? Nhà con ở đâu? Sao con không biết gì hết? Con làm sao để gì? Bình tĩnh lại con, bình tĩnh lại. Chàng ơi, nhà con ở đâu, tên con là gì, con cũng không biết nữa ha. Lúc chính gặp con đó, nhìn bộ đồ trên người của con á, là chính đoán á, con là một người con trong nhà khá giả. Còn cái bộ đồ này á, là chính thay cho con đó. Hay là con té rồi con đập đầu mạnh quá nên con mất trí nhớ? Dì ơi, chị bây giờ con biết làm sao đây? Con không biết nhà của con ở đâu mà về. Con làm sao đây hả dì? Không sao đâu, bình tĩnh đi, bình tĩnh đi nha. Tạm thời con cứ ở nhà của chính. Chính ở đây cũng có mình Ơn à, con đừng có ngại. Trước mắt là vậy đi, vài ba bữa nữa coi con có nhớ được gì thêm không. Nếu như không á, thì chính sẽ dò hỏi những người xung quanh đây nè, coi có ai biết có một đứa con bị mất lạc hay không nha. Con chính tin chắc á, con sẽ sớm tìm lại gia đình của con thôi. À, tạm thời chính gọi con là con gái nha. Thôi, không sao đâu, rồi con sẽ ổn thôi, nghe con nha. Thôi, để chính đi múc cháo cho con ăn, rồi con uống thêm một cữ thuốc nữa, nghe con gái. Dạ. Yeah. Con phải thật là khỏe. Khỏe thì con mới mong nhớ lại mọi thứ, mới tìm lại được gia đình của con chứ, đúng không? Dạ, vì vậy phải. Con sẽ cố gắng thật mạnh khỏe để tìm lại người thân của mình. Vậy mới được chứ. À mà nè, dì nghi á là con bị cướp.
Cướp sao ạ? Sao dì lại nghi như vậy? Da con thì trắng trẻo, phong thái của một tiểu thơ. Gia đình con chắc là một gia đình khá giả. Nè, nghe lời dì đi, vô ngủ đi con. Ngủ một giấc á, cho thiệt là sâu. Biết đâu sáng mai á, con sẽ nhớ lại mọi thứ thì sao? Nha. Dạ. Tham vọng giàu sang, 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVNI.